Cháu chào cô Biên ạ. Vâng ạ. Cháu biết là cô trước này cô bị bệnh cao huyết áp phải không ạ? Vâng ạ. Thế cô bị từ năm nào ạ? Từ năm 43. À thế ạ. Năm nay là 48. Huyết áp lúc cao nhất là lên là bao nhiêu cô nhỉ? Lên 188. Ôi, 188 rất nguy hiểm đấy phải không? Vâng. Cô dùng cái giảm cổ lam lâu chưa? Cô dùng đây được 2-3 năm rồi. 2-3 năm. Vâng. Thì khi cô dùng thấy cái huyết áp của mình nó có ổn định không? Bây giờ huyết áp của cô ổn định rồi. À vâng ạ, ổn định và cô đã đi làm được rất là nhiều công việc nặng nhọc đúng không ạ? Vâng ạ. Cái vị của giảm cổ lam có dễ uống không cô? Uống nó đắng nhưng mà cũng uống bình, cũng dễ uống thôi. Vâng. Nó mát đấy phải không? Vâng. Nó mát. Ngày thì cô uống vào thời điểm nào cô? Thì sáng uống như là pha uống như nước chè này. À pha uống nước chè. Vâng. Cô dùng cái loại giả cổ lam ở vùng núi đá mình hay là ở cái loại thân bé hay loại thân to cô? Loại thân bé. Loại thân bé nó tốt hơn phải không cô? Vâng. Vâng. Đầu xuân năm mới cô muốn chia sẻ gì với mọi người về cái giả cổ lam không? Thế bây giờ cô uống cây giả cổ lam cũng thấy khỏe người, bây giờ cô uống uống cây kia là cũng thấy tốt. À thấy tốt ạ. Vâng, mong mọi người là mong mọi người cũng uống như cô này là nó khỏe đấy. Vâng vâng. Cô bây giờ hôm nay cô làm đường lên tới đỉnh núi Khao Khiêng à? Vâng ạ, hôm nay cô làm đường lên đỉnh núi Khao Khiêng này 7 giờ. À dạ. Vâng, cháu xin phép được quay cái cảnh cô với mọi người làm một lát. Đây, hôm nay cô Biền đã đi làm đường cùng với bà con ở thôn. Mình đi thôn gì cô nhỉ? Lạp Bán Hai ạ. Lạp Bán Hai, vâng. Đây là núi đá đấy các bạn. Núi đá để dẫn đường này dẫn lên đỉnh núi cái Khao Khiêng. Trên Khao Khiêng cũng rất là nhiều các loại thảo dược, trong đó cây giảo cổ lam. Hoa lại có công đi đây.